Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án con Mimi Mimir này. Thì dự án này sẽ có khoảng 5.000 đô la pool nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên số web WeGet. Một số nhiệm vụ thôi. Đấy, chúng ta sẽ làm trên này nhé. Nói chung là nó chỉ yêu cầu chúng ta theo dõi một số mạng xã hội thôi, còn 5 đây nữa là kết thúc mọi người nha. Và đây thì mọi người dán cái ví vào đây cho mình nhé, Polygon Matic. Thì mọi người có thể sử dụng ví ví MetaMask nhé. Đấy, chúng ta add mạng thì trước đây đã add rồi. Còn mà nào mà chưa add thì các bạn sẽ phải ấy nhá. Rồi chúng ta sẽ phải cái này nó đánh flag của mình này. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ không thể làm được ở trên một cái máy tính hai cái ấy đâu nhá. Ở đây thì mình sẽ làm bên này cho mọi người nhá. Đâu rồi má? Nó chạy đâu nhanh vậy? Đây sweep v gate ơi, đánh flag tôi rồi. Đấy, và đây thì nó sẽ có một số nhiệm vụ như sau. Chúng ta sẽ follow Instagram nhé, follow Twitter. Đấy, cái này thì mình follow rồi. Các bạn follow nó, cái này cũng là follow rồi. Hình như là trước mình làm airdrop của nó hay sao nhỉ? Sao lại tự dưng là thấy follow hết nhỉ? Red twin và tắt ba bạn bè nhé. Rồi Telegram, Submit Reddit. À cái này visit thôi. Ok. Add wallet ở trên CoinMarketCap. Visit Coin Zetco. Cái nào nó bảo visit là mình visit thôi. Có 250 winner thôi mọi người ạ. Ủa ít nhỉ. Ủa cái này tôi có ấn đâu mà tự dưng quay đi đâu vậy. Chúng ta add cho nó cái watchlist này nhá. Đấy, các bạn phải có ấy nhá, phải có tài khoản nhá. Không có tài khoản là không add được đâu. Đây, cái này thì nó chưa có giá đâu mọi người ạ. Chúng ta add watchlist luôn nhá. Rồi tắt đi thôi. Cái này thì chúng ta theo theo cái website của nó thôi. Tắt đi thôi. Làm từ từ nha. Rồi cái này thì theo dõi group nha, theo dõi cái này và red train và tắt ba bạn bè này. Một này. Hai này. Ba này. Tweet nhé. Đấy, cái end date của nó là ngày 11 tháng 7. Mùng 7 tháng 11. Nhiệm vụ thì đã làm hết rồi. Còn đây là link nhé. Link các bạn giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia sẽ nhận được thêm 3 point. 250 winner sẽ chia sẻ là 5.000 đô la. Cũng chưa biết là thấy nó ít lắm, nhưng mà mình thường xuyên là mình không hay 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 may mắn ở mấy cái dự án này đâu. Thôi thì cũng làm cho anh em thôi, lên kèo thôi, còn trúng hay không là tùy mọi người nhé. Nhân phẩm ấy có 250 bạn thôi. Đấy, bạn nào may mắn thì chúc mừng các bạn ấy nhé. Link mình sẽ để bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.